Viết đoạn văn khoảng 150 chữ giới thiệu bài thơ Ba Tiêu, Cây Chuối của Nguyễn Trãi. Bài thơ Ba Tiêu, Cây Chuối của dinh nhân Nguyễn Trãi là một bài thơ viết bằng chữ nôm tuy ngắn gọn giản dị nhưng không kém phần độc đáo. Bài thơ được viết theo thể thơ Thất Ngôn Tứ Tiệt, nằm trong tập thơ Quốc Âm Thi Tập nổi tiếng của Nguyễn Trãi. Chỉ vỏn vẹn 4 câu thơ ngắn gọn với câu chữ, giọng điệu gần gũi và thân thuộc, Nguyễn Trãi đã khiến cho người đọc phải có một cái nhìn khác về hình ảnh cây chuối, một loài cây mà ai cũng biết, cũng quen thuộc. Mùa xuân với khí hậu ấm áp dễ chịu, mùa hoa nở và cây chuối cũng như bao cây khác, khi vào mùa xuân nó vốn đã tươi tốt nay lại càng tốt thêm. Những bụng chuối xanh mơn mởn đẹp một cách lạ lùng cả ngày lẫn đêm. Còn những đọt chuối non kia giống như bức thơ tình còn e ấp không muốn mở. Gió ở nơi đâu cứ quấn quýt lại gần đòi mở lá thư. Có lẽ bài thơ này không đơn thuần chỉ là miêu tả hình ảnh cây chuối, mà nó như là một bức thư tràn đầy tình cảm được Nguyễn Trãi gửi gắm đến người đọc. Hết bài. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.